chị em. Sao? Trước khi đắp bột thì mình sẽ bôi primer nhé. Hôm nay mình sẽ đắp màu rất là đậm, là những tông màu đậm này ạ. Rồi, những cái màu mà ai cũng sợ đắp đúng không? Nó lại rất là đẹp, những cái màu này cực kỳ đẹp luôn ạ. Hello anh chị, hôm nay em sẽ sử dụng màu CL165 nhé, của CM. Màu rất là đẹp luôn, màu cực kỳ là đẹp. Sao anh chị có nhìn rõ không ạ? Chờ em một xíu. Sao? Để đắp bột thì mình, món đầu tiên thì bao giờ mình thử trước đi đã nhé. Thử phản ứng trước đi. Đặt bột xa ra một xíu này, ôm bột vào này. Nhẹ nhàng thôi ạ. Rồi, tháp nhẹ và mình đè nhẹ ở cái phần khóe móng này, thật là nhẹ thôi. Đó, ôm hai cái bên này vào, nhớ nhá, ôm hai cái bên này vào. Rồi, ra đây mình sẽ vuốt xuống. Hình như cục bột này nó hơi bị khô vì mình lấy nó ít nước quá nên là nó hơi khô này. Đấy, mùa hè mà nó hơi có nóng nên là anh chị nhanh tay một xíu. Đó, cục này nó hơi có khô. Rồi sang cục thứ hai thì anh chị yên tâm một điều rằng là mình sẽ lấy nó đầy đủ hơn. Mình sẽ đắp nó nhanh tay hơn nhé. Rồi chúc tay xuống đè nhẹ thôi. Khi mình đã chỉnh được cái khóe rồi thì mình thôi, mình không có sử dụng gì đến nó nữa. Và mình sẽ chăm sóc cái phần dưới này đi, để làm sao để cho nó không bị khô mà không bị nhanh quá, đúng không? Thì mình cứ nhẹ nhàng thôi. Rồi khi bột của mình nó đã xe rồi thì bắt đầu mình mới quay lại mình chỉnh lại cái phần khóe móng này để làm sao cho nó thật là bám và nó mỏng. Đó, xong ra ngoài này mình vuốt thì là nó vừa đủ bột. Nó vừa đủ bột. Rồi, anh cùng dùng cọ size này là size 14. Cục này thì em lại lấy nó hơi có to nhé. Rồi, nhẹ nhàng thôi, mình cứ đè nhẹ để cho cái phần khóe móng này cho nó tròn và mỏng đi đã. Rồi vuốt xuống. Vuốt xuống hai cái bên này. Nhớ là chăm sóc hai cái bên này, nó phải lúc nào cũng phải có bột nhé. Bột nó xe rồi bắt đầu mình mới đè từ trên này xuống dưới này. Nhẹ nhàng thôi. Rồi mình chỉnh lại cái chỗ này đi, khóe móng này một chút xíu thôi. Đó, hello anh chị em. Rồi, nhẹ nhàng thôi ạ, đè nhẹ cái phần khóe móng này sao cho nó thật là mỏng thôi nhé. Chị nhớ nhá, nhẹ nhàng thôi, cho nó thật là mỏng thôi. Đó, nhẹ nhàng, thật là mỏng thôi ạ. Đó, vuốt xuống, cũng nhẹ nhàng thôi. Đắp những cái màu đậm này, anh chị nhớ đừng để cho nó bị nem quá nhé. Nhìn nó sẽ bẩn nhé. Nên là mình sẽ đắp nó gọn gàng, nhẹ nhàng thôi ạ. Vuốt ôm hai cái bên này vào, cho nó vào cái xếp của mình, tí nó mình rũa cho nó nhàn. Đó, mà mình chịu khó mình vuốt cái bề mặt một xíu. Màu rất là đẹp luôn ạ. Anh chị em có thể lên trên website ordercmsupply.com hoặc là đến các supply gần nhất của CM nhé. Những cái tông màu này mùa hè thì rất là thích luôn ấy.
nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng chăm sóc hai cái bên này gọn vào. Anh chị luôn nhớ rằng là hai cái bên này mình càng ôm gọn vào bao nhiêu ấy thì tí nữa mình rũa nó càng nhàn bấy nhiêu. Nhớ là nghiêng tay hai cái bên này đều nhé, để làm sao mình nhìn được hai cái bên hông này, làm sao để cho nó không bị phình. Đó, có anh chị nào đắp những cái màu đậm mà khó khó năm thôi. Hai cú xương, đúng rồi, rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thật sự luôn á. Giờ mình đặt xa phần khóe móng ra, đừng đặt sát quá. Nhớ là mình phải đè cái phần này nó thật là mỏng thôi nhé. Thật là mỏng thôi. Ôm nó xuống. Nhẹ nhàng thôi. Liêu đấy. Mày đi theo quá tao. Nhẹ nhàng thôi. Màu này rất là đẹp đúng không chị? Cực kỳ đẹp luôn ạ. Rồi mình đặt nhẹ lên này, đè nhẹ cái phần khóe móng này làm sao cho nó thật là mỏng nhá và nó tròn. Anh chị chỉ cần làm sao mình định hình được cái chỗ đấy nó tròn nó mỏng là xong rồi ạ, đỡ phải vuốt nhiều và mình có thời gian mình làm sao mình chăm sóc hai cái bên này này. Hai cái bên này rất là quan trọng, vì sao? Vì nó vừa đủ độ dày của mình thôi. Tí nữa mình vừa đủ độ dày là mình sẽ không phải rũa nhiều và mình không bị phình quá, thì mình sẽ hạn chế được cái phần rũa. Nên là cái phần đắp bột, đắp bột ấy, anh chị cố gắng chăm chút vào một xíu thôi thì mình đỡ bị khổ. Mình sẽ rũa nó nhanh hơn. Làm sao cho nó đủ bột là được rồi. Nhẹ nhàng thôi, đừng có vuốt nhanh quá. Rồi, khi bột xe rồi thì mình quay lại cái phần khóe móng này, để làm sao mình chỉnh cho nó mập ni và nó mịn. Rồi, chăm sóc cái này nhọn vào một xíu, tí mình rũa cho nó nhàn. Sao mình cứ đè cho nó mỏng một cái phần khóe này, này là xong rồi ạ. Đừng có vuốt nhiều quá, không cần phải vuốt nhiều quá đâu. Rồi để mình còn bớt thời gian ra, mình chăm sóc cái phần dưới này. Chăm sóc vào cái phần dưới này để làm sao cho nó đều, cho nó mỏng. Đó, và hai cái bên này lúc nào cũng phải ôm vào, đừng để cho nó đi xuống dưới nhé. Rồi khi ra đây rồi nó xe rồi thì mình mới vuốt ở khóe móng này, đè xuống. Đó, thì mình sẽ được một cái móng. Ở cái đuôi dưới này thì nó mình gọt nó đi. Nhớ nó đừng đặt sát quá nhé. Đắp bột màu nó đặt sát quá là nó sẽ nem hết lên da đấy. Nên là mình sẽ đặt nó xa ra một xíu, để làm sao mình vừa đè vừa kịp, nó chạm vào khóe là xong rồi. Nhớ nghiêng tay ra, nhớ là phải nghiêng tay nhé thì nó không đi xuống dưới. Đó, nhẹ nhàng và nghiêng bên này, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải này để mình vén nó vào ấy cho nó gọn. Sợ. Bột của anh còn hai hàng thải. Không, bột của CM thì anh chị em yên tâm một điều rằng là nó rất là ok ạ.
cực kỳ nó ok luôn. Anh chị có thể lên trên website ordercmsupply.com nhé. Đó, màu này là màu 165 CN, nằm trong collection 200 màu CM. Rồi, với những bộ mà nằm ong lại ấy, thì mình sẽ gọt cái phần gầm này đi để cho nó đỡ bị cụp. Mình sẽ rũa nó nhàn hơn. Gọt nó đi một xíu để cho nó bị cụp đấy. Tại vì móng tay phách bao giờ mọc ra nó cũng rất là cụp. Nên là mình cố gắng mình gọt mất cái đầu này đi một xíu. Còn làm móng mới thì nó sẽ nhàn hơn. Móng mới thì mình không phải gọt đâu. Bọn em đi làm gì được đắp bồn này, tại sao không được đắp nhỉ? Anh chị chỉ cần làm sao mà giúp cho tiệm của anh chị, giúp cho chủ kiếm được tiền nhanh hơn thì tội gì. Chỉ có là nhiều khi anh chị chủ ấy, nói ra thì cũng chả phải là tiết kiệm đâu, tại vì giá thành thì nó cũng như nhau thôi. Tại vì giá thành nhiều khi nó rẻ hơn ấy, nhưng mà nó tiết kiệm thời gian cho thợ làm. Nhưng mà anh chị chủ thì không chịu thay đổi thôi, chỉ là không có thay đổi thôi. Chứ còn đi làm thì ai cũng đi làm thôi, mình cũng đi làm mà. Quan trọng là chủ của các bạn biết cái lợi thế thì sẽ giúp cho anh chị thợ, anh chị em thợ thì đỡ bị mất công quá, đúng không? Và sẽ giúp cho anh chị em thợ làm nó tiết kiệm hơn, nhanh hơn, và giúp ích cho làm sao cho khách hàng của mình nó đáp ứng được nhiều yêu cầu. À, anh chị chủ sợ phá bột màu đúng không, thì chỉ là anh chị chưa tìm được đúng các cái loại đầu phá chuyên dụng để cho dành cho bột thôi. Những cái đầu phá bột ấy, thì nó rất là khó tìm ở trên thị trường. Còn anh chị em nào mà chưa có thì có thể nhắn tin vào Facebook cho mình. Mình cấp tất cả các loại phá luôn, tất cả các bột màu luôn. Thì làm sao mà anh chị em thấy mình là chỉ có đắp bột màu đúng không, mà tiệm mình chuyên làm bột. Tiệm mình là chuyên bột luôn, 100% mình làm bột màu hết. Một năm mình chỉ có sơn màu có 2-3 lần thôi. Đấy là quá đáng lắm rồi. Nhưng mà đến lúc phá thì nó chỉ mất khoảng tầm 5 phút đấy, 5-6 phút thôi để mình phá sạch một bộ móng thôi. Nó cũng không tốn nhiều thời gian đâu, chỉ là cái đồ dùng của anh chị nó chưa được hợp lý đấy ạ. Anh chị mà chưa có các đồ đấy thì có thể nhắn tin Facebook cho em. Phá của em thì chỉ có phá bột màu thôi, chứ em không có phá sơn màu. Tại vì phá sơn màu thì nó sợ nó nhanh quá, mọi người lại nghĩ nó là tua, đúng không? Còn phá sơn màu thì phá nào chả phá được. Đúng rồi. Toàn bảo cách up làm mới. À ha. Không. Nói chung là mỗi người một cái này khó nói lắm. Chỉ là anh chị em nào mà chưa dùng thử rồi ấy, thì chưa biết cái độ của nó khác nhau ở đâu. Cái gì mình làm ấy, mình sẽ chia sẻ nó thật. Còn để mà phá sơn màu hoặc là phá kê thì hoặc là phá bình thường thì nó phá nào cũng phá được thôi, phá nào nó cũng đi sơn màu sơn. 5XC 4XC sẽ đồng hành với anh chị. Tùy em ơi, nó cũng là tên như vậy nhưng mà nhiều cái chất lượng nó khác nhau, tên giống nhau thôi. Em nói thế thì nó cũng là một phần, nó cũng là cái đúng là cái tên gọi của nó. Nhưng mà quan trọng là cái chất lượng nó khác nhau hay giống nhau thôi.
Alo Trung. Tay vào khách này cực kỳ quặt luôn ấy. Rồi, mình rửa nhẹ nhàng hai cái bên này nhé, bỏ qua cái đồ dùng đi. Anh chị nào mà chưa có đồ dùng thì có thể nhắn tin cho em tư vấn, hoặc là lên trên website ordercmsupply.com, hoặc là đến các supply gần nhất của CM. Nếu mà anh chị em cần hỗ trợ thì có thể nhắn tin trực tiếp Facebook cho em nhé, em sẽ hỗ trợ anh chị. Nói chung là mình rũa thì mình khi mình đắp nó gọn gàng rồi ấy, thì anh chị không phải mài nhiều ở trên cái bề mặt đâu. Mình rũa làm sao cho nó gọn gàng là hai cái bên hông này. Vì vốn dĩ anh chị đắp nó đã gọn rồi đúng không? Giờ mình chỉ chỉnh cho nó gọn vào một xíu nữa thôi, theo cái ý của mình thôi. Hello anh chị em. Mỗi người sẽ có một cái. Nhưng anh chị chụp lào mà sợ một màu ấy. Đa số lại sợ thôi, mình cũng sợ thôi, ngày xưa mình sợ lắm. Nhưng mà đắp một màu giết rồi nó sẽ nghiện. Vì mình có những cái đồ dùng để mình tháo ra được ấy, mình làm lại được. Cái gì nó cứ phải là thực tế. Alo anh. Quá trời nhọn luôn. Lớp cơ bản làm nhanh gọn lẹ, ra tiền không cục thì dạ ok em cảm ơn anh. Cơ bản thì chắc chắn là em sẽ không có rồi, em không có dạy được cơ bản. Kiểu tính em nó cọc ấy. Cần anh chị làm sao đắp bột cho nó gọn gàng thôi. Là đến cái phần rũa là anh chị sẽ nhàn ngay. Anh cảm ơn em. Anh không dám. Nhiều các bạn là đỉnh lắm, mình chỉ là hạt cát thôi mà, chỉ bình thường thôi. Nhớ nhá anh chị em chạy nhịn này, khi mình tách nhẹ chỗ này lên này, nhớ đi nhịn số thật là vừa đủ thôi. Như em thì em luôn luôn chia sẻ là em đi số 2,5 thôi, nhưng khi đi nhịn ý, thì em rất là lướt trên cái bề mặt này, thật là lướt thôi chứ em không có tì anh chị em. Mình đi bột màu nhưng mà mình không bị làm mất cái chân. Đó, và cái bề mặt này này, mình đi này, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi ạ. Đúng. Nhẹ nhàng thôi. Đúng. Nhẹ nhàng thôi, xong. Nhẹ nhàng thôi ạ, đi càng lướt càng nhẹ nhàng thì chân móng của mình nó sẽ càng đẹp. Riêng đi chân móng khóe, bột màu đậm hay màu nhạt nó đều giống nhau hết, không khác một tí gì ạ. Có nhiều anh chị là phân biệt đúng không? Làm sao mình đi bột màu nó hay mất chân.
và mình đi bột kia nó không mất. Đấy là do cái lực tay của anh chị nó chưa có đều thôi. Tại vì lực tay của anh chị không bao giờ dám thử như thế này hoặc thử vào cái khóe tay này của anh chị này. Đó, anh chị cứ cào thử vào khóe tay này của anh chị này, anh chị sẽ biết lực tay của mình nó có mạnh hay nhẹ nhé. Cái này nên em xui thật đấy, không có xui dại đâu. Em không biết là mọi người chạy như thế nào, nhưng mà với cái kinh nghiệm và với cái những cái gì em làm ấy, nó đúng như vậy thì em sẽ chia sẻ nó đúng như thế. Cũng chẳng có dấu gì cả. Thì quan trọng nhất làm sao mà khi chạy nhịn là mình phải kiểm soát được lực tay của mình. Nó là điều cốt yếu nhất khi mình làm để mình kiểm soát được lực tay ấy. Nó rất là dễ, chỉ là anh chị không dám thử thôi. Anh chị đang khi mình chạy nó không bị mất chân này. Dù là bất kỳ là màu nào, đậm hay nhạt thì cũng đều chạy một cái cữ như nhau hết. Vì sao? Vì mình kiểm soát lực tay mình tốt hơn. Ngày đầu tiên thì mình có thể là chưa quen đúng không? Ngày thứ hai mình chưa quen, ngày thứ ba chưa quen, nhưng mà dần dần đến mỗi ngày anh chị chỉ cần nhích lên khoảng 1% thôi, thì trong vòng khoảng tầm bao nhiêu ngày đấy, anh chị ngày nào cũng làm mà, thì dần dần thì mình sẽ quen tay. Đến lúc anh chị không nhận ra, không cảm nhận được ra là mình đã chạy được đâu. Không, mình đi nhẹ lắm, mình không có đi nhanh, không có đi kiểu như này đâu. Đó, mình đi nhẹ nhàng, bình tĩnh thôi, đi đến đâu cho nó sạch đến đấy. Thì vốn dĩ quan trọng nhất là cái cây mịn làm sao nó phải thật là mịn, đúng không? Cây mịn là nó phải mịn, nó càng mịn nhé, đã là đi mịn là nó phải mịn nhé. Có nhiều loại mịn thì nó sẽ khác nhau đấy, sẽ tạo cho anh chị một cái vệt gần hoặc là mịn nó răng nó to hơn một chút và đi nó không có đều. Nhưng mà tất cả các mịn nào cũng vậy thôi, quan trọng nhất là làm sao là anh chị kiểm soát được lực tay. Đó, em thì em không giờ em chọn mịn an toàn rồi. Vậy mịn này mịn không an toàn nhé, không an toàn một chút nào, nhưng mà anh chị tì vào tay này, anh chị đi này. Đó. Cắt này, cắt này, cắt này, cắt này, cắt vào khóe này. Đó, anh chị tì thoải mái nhé, vừa đủ lực tay thôi này, thấy không? Cắt sang bên này vô tư luôn. Anh chị nào mà chưa có mịn ngon nhắn cho em vào Facebook em. Nó không phải là hàng ngon đâu, nó gọi là chuẩn của mịn ạ. Không an toàn nhưng mà khi chạy ý, mình kiểm soát được lực của mình thì nó rất là an toàn. Đó cũng là cái cách mà làm sao mà mình biết được lực tay của mình. Đấy, anh chị em là mà chưa thử đi lên tay mình hoặc là khóe tay của mình nhé, thì anh chị cứ thử đi, thử một lần đi, một hai lần là anh chị sẽ cảm nhận được rằng là mình kiểm soát cái lực tay mình đã tốt chưa. Đấy, trên này nhiều khi là mình không có suy dại anh chị đâu, anh chị không dám thử thôi. Còn cái những cái mịn mà an toàn ấy, bo đầu ấy, an toàn thì anh chị không cần phải thử đâu, tại vì cái mịn đấy có cắt nó cũng chả đứt. Anh chị cứ lấy các cái mịn mà không an toàn ấy, các cái mịn mà nó không có bo đầu, không có bo cạnh gì cả, anh chị đi lên tay mình ấy, anh chị cảm nhận được lực tay nó tốt hơn, chính xác tuyệt đối luôn. Màu này đẹp quá. Quay cái tay lại thì mình nhìn xem xếp của mình xem là nó đã gọn chưa, đúng không? Chắc là nó cũng được rồi đấy. Trên cái chân nó gọn chưa, tay nó có ok không, nhiều cái ngón nó hơi khoai. Sao
hơi sờm thì mình sẽ cắt nó đi một chút xíu. Ui, tí nữa thì rơi mất cái mũi kìm. Rồi, top quát của CM cực kỳ bóng nhá. Cực kỳ bóng luôn anh chị nhá. Màu đẹp không? Màu đẹp dã man luôn á. Màu xuất sắc luôn. Làm sao mình đắp bột những cái màu đậm này nó không bị bẩn. Nhìn thấy không? Làm sao mình đắp bột những màu đậm nó không bị bẩn nem ra tay ấy. Rất là quan trọng. Màu đẹp quá, xuất sắc luôn. Gọn lẹ luôn anh chị em, rất là gọn lẹ luôn. Dẫn những cái xếp mà nó rất là lâu. Màu này là màu CL165 nhá, làm trong collection 200 màu CM. Anh chị có thể nên trực tiếp website ordercmsupply.com. Màu đẹp quá. Tốt bóng chưa? Siêu bóng luôn. Gọi là xuất sắc rồi. Chín phẩy năm đúng không, gọi là màu gọi là 9,5 luôn, cực kỳ bóng luôn, một trong những cái xếp mà ối giời ôi nhất luôn. Nói chung cái xếp nhọn này thì càng ngắn thì càng khó rũa, mình rũa làm sao cho nó thon. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem like nhé.
Rồi em chào mọi người ạ.